Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách Chân trời sáng tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập trang 50. Bài ôn tập 1. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Viết tên bài em đã học phù hợp với từng bức tranh dưới đây. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video. Các em xem tranh và nhớ lại tên bài phù hợp với từng bức tranh nha. Các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 là như sau. Bức tranh thứ nhất. Đây chính là bức tranh ứng với nội dung của tên bài là Chuyện của Vàng Anh. Rồi bức tranh thứ hai. Bức tranh này phù hợp với nội dung bài đọc là Quê mình đẹp nhất. Rồi bức tranh thứ ba là Khu vườn tuổi thơ. Bức tranh cuối cùng là Chuyện bốn mùa. Tiếp theo em sang bài tập số 2. Viết vào phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một nhân vật. Nhân vật yêu thích, tên bài đọc, tên nhân vật, lời nói của nhân vật. Rồi ở đây thì các em thích nhân vật trong bài đọc nào thì các em viết vào phiếu này nhé. Rồi ví dụ như các em có thể thích nhân vật bà Đất trong bài đọc Chuyện bốn mùa, hoặc là các em thích nhân vật người bố trong Khu vườn tuổi thơ, đúng không? Nhân vật người bố, lời nói của nhân vật khiến cho em yêu thích đó chính là con sắp đoán được hết các loại hoa của bố rồi. Thì trò chơi của người bố đã giúp cho người con thêm yêu và gắn bó với khu vườn nhà của mình. Tiếp theo các em sang phần ôn tập 2. Bài tập số 1. Viết tên bài em đã học phù hợp với từng hình ảnh và thông tin dưới đây. Hương sen thơm mát từ cánh đồng đưa lên làm dịu hẳn cái nóng ngột ngạt của trưa hè. Thì thông tin và bức tranh này ứng với tên bài đọc nào? Đó là một tòa nhà đặc biệt ngăn nắp trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau. Thông tin này và hình ảnh này ứng với nội dung của bài đọc nào thì các em viết tên bài đọc đó ra nhé. Và trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước. Rồi trước hết là thông tin và hình ảnh đầu tiên. Hương sen thơm mát từ cánh đồng đưa lên làm dịu hẳn cái nóng ngột ngạt của trưa hè. Thì thông tin và hình ảnh này gợi cho chúng ta nhớ đến bài đọc là Đầm Sen. Đó là một tòa nhà đặc biệt ngăn nắp trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau. Rồi thông tin và hình ảnh này gợi cho chúng ta nhớ đến nội dung bài đọc Ong xây tổ. Rồi tiếp theo, khách đến thăm bản thường đứng hai bên thành cầu nhìn xuống nước xem những con cá lườn đỏ, cá lưng xanh. Thông tin và hình ảnh này gợi cho chúng ta nhớ đến nội dung của bài đọc là Con suối bản tôi. Đây cũng là chỗ dừng chân của các loài chim di cư như sếu, bồ nông, cò thìa. Thông tin và hình ảnh này gợi cho chúng ta nhớ đến nội dung của bài đọc là Rừng ngập mặn, Cà Mau. Bài tập số 2. Viết vào phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một thông tin em biết thêm từ bài đọc. Rồi tên bài đọc đó là bài đọc nào? Và thông tin mới khi em biết thêm từ bài đọc đó là gì? Rồi các em bấm tạm dừng video và các em làm bài nhé. Rồi thầy giáo ví dụ như là tên bài đọc Ong xây tổ. Thì qua bài đọc này chúng ta biết được thông tin mới. Đó chính là ong thợ
lấy giọt sáp dưới bụng trộn với nước bọt tạo thành một chất đặc biệt để xây tổ. Bài tập số 3, nghe viết chiều mùa hạ. Con chim sơn ca cất tiếng hát tự do, tha thiết đến nỗi khiến ta cũng phải ao ước, giá mà mình có một đôi cánh, trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa đang ngậm đồng và hương sen. Rồi phần này các em nhờ phụ huynh đọc để các em nghe và viết nhé. Để tiết kiệm thời gian cho các em thì chúng ta sang bài tiếp theo. Bài tập số 4, các em viết câu để phân biệt cặp từ sau. Dây, dây. Rồi ví dụ ở đây các em có thể viết câu là: các bạn đang chơi nhảy dây giữa sân trường. Câu thứ hai là: trong 3 chiếc kim của đồng hồ thì kim dây chạy nhanh nhất. Bài tập số 5, điền vào chỗ trống A, chữ sờ hoặc sờ. B, vần IE N yên hoặc là vần IE N yên và thêm dấu thanh nếu cần. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi câu A, chữ sờ hoặc chữ sờ. Ta có từ dòng suối, thôn xóm, làng xã, sườn núi. B, vần IE N yên hoặc là vần IE N yên và thêm dấu thanh nếu cần. Rồi đầu tiên chúng ta có từ củ riềng, triền núi, biên giới, cổng chiêng. Tiếp theo em sang phần ôn tập 3. Bài tập số 1, viết tên bài thơ em đã học phù hợp với từng bức tranh dưới đây. Rồi các em quan sát bức tranh. Bức tranh nào phù hợp với bài thơ nào thì các em sẽ viết tên bài thơ ở dưới nha. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài. Rồi bức tranh thứ nhất. Hình ảnh bức tranh này gợi cho chúng ta nhớ đến nội dung bài thơ là con đường làng. Rồi bức tranh thứ hai là trái chín. Bức tranh thứ ba là mùa lúa chín. Và bức tranh thứ tư là dàn nhạc mùa hè. Bài tập số 2, các em viết vào phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về những câu thơ em thích, những câu thơ hay, tên bài thơ, câu thơ em thích, rồi cảm xúc của em khi đọc những câu thơ đó. Thầy giáo ví dụ ở đây các em có thể tham khảo là bài thơ con đường làng. Câu thơ em thích là: ai một lần đi xa, con đường cong nỗi nhớ, lòng luôn thầm nhắc nhở con đường làng thiết tha. Thì cảm xúc của em khi đọc những câu thơ này thì chúng ta thêm yêu và gắn bó với con đường làng thân thuộc quê mình. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.